Wow, hello, xin chào các bạn. Wow, chúng ta có chú Giganotosaurus và T-Rex nên có những cái giỏ kẹo Halloween ở đây các bạn ơi. Wow, nhìn mày khủng long của chúng ta. Wow, nhìn mày khủng long của chúng ta đang thưởng thức những giỏ kẹo Halloween các bạn ơi. Wow, rất là tuyệt vời. Wow, quá xanh các bạn. Wow, những mày khủng long của chúng ta đang thưởng thức các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Wow, hai mẹ khủng long của chúng ta đâu vậy? Wow, hai bạn chúng ta thấy cái xe chở khủng long khổng lồ các bạn ơi. Wow, nhưng mà không lung lay được cái xe chở khủng long các bạn. Wow, làm sao đây? Wow, hai bạn này các bạn ơi. Wow, anh bạn T-Rex sẽ đi tìm sự giúp đỡ các bạn ơi. Wow, anh ta sẽ đi tìm sự giúp đỡ. Wow, wow, anh ta tìm thấy T-Rex khổng lồ các bạn. Tìm cách giải cứu. Wow, wow, đây là cái xe khổng lồ này rồi. Wow, và anh bạn T-Rex khổng lồ chúng ta đến để giúp đỡ các bạn. Wow, công viên Julia đi rồi các bạn ơi. Wow, chúng ta cách mở cửa công viên Julia để giải cứu những bạn khủng long các bạn. Wow, giải cứu được những bạn khủng long mình trong rồi các bạn. Wow, rất là tuyệt vời. Wow, rất là nhiều khủng long ở đây các bạn. Wow, oh, đầu tiên là bạn khủng long Indominus Rex này các bạn. Wow, Indominus, oh sorry, Indominus Rex các bạn. Wow, khủng long hybrid. Wow, còn đây là anh bạn khủng long Indoraptor các bạn ơi. Wow, khủng long Indoraptor nghe săn mồi rất là hung tợn. Wow, còn đây là anh bạn khủng long đầu bò Carnotaurus các bạn. Khủng long đầu bò Carnotaurus với đầu tai rất là to, với cái đầu to như con bò vậy nên có tên là khủng long đầu bò. Wow, rất to và rất khỏe. Wow, tiếp theo là ai đây? Đây là anh bạn khủng long thằng lằn bay Benradodon các bạn. Benradodon, khủng long thằng lằn bay, một trong những loài săn mồi biết bay trong kỷ Jura các bạn. Wow, còn đây là anh bạn khủng long lưng gai Stegosaurus các bạn ơi. Wow, khủng long lưng gai nha. Wow, rất to và hầm hố luôn, Stegosaurus. Wow,
còn đây là mèn ngựa vàng zebra của chúng ta nè, một chú ngựa vàng đến từ châu Phi nha. Wow. Còn đây là anh bạn khủng long băng cỏ Brachiosaurus các bạn. Khủng long băng cỏ khổng lồ Brachiosaurus. Wow, còn đây là chú lạc đà camel của chúng ta đến từ những vùng sa mạc, khả năng di chuyển xuyên qua sa mạc luôn. Wow, đây là anh bạn khủng long đà điểu Gallimimus. Wow, anh bạn khủng long đà điểu này chạy rất là nhanh các bạn, giống như những chú đà điểu vậy. Wow, còn đây là một anh bạn cừu các bạn ơi, một chú cừu lam. Wow, rất hiền lành và chuyên cung cấp lông làm áo ấm. Đây là anh bạn khủng long khổng lồ Giganotosaurus nè các bạn. Anh bạn lúc nãy cùng với anh bạn T-Rex tìm kiếm sự giúp đỡ các bạn ơi. Wow, Giganotosaurus, một loài khủng long săn mồi khổng lồ. Wow, còn đây là khủng long bọ chúa các bạn ơi, khủng long bọ chúa T-Rex.
sẽ gây khiếp sợ cho những con mồi trong kỷ Jura T-Rex. Wow, còn đây là mấy khủng long tê giác ba sừng Triceratops các bạn. Khủng long tê giác ba sừng với ba cái sừng rất là nổi bật luôn. Wow. Wow, còn đây là anh bạn khủng long hai mang Dilophosaurus, một trong những loài khủng long săn mồi rất là thông minh và có tính bầy đàn, rất là đoàn kết khi đi săn.
Wow, đây là bạn khủng long Ankylosaurus các bạn. Một bạn khủng long rất là gai góc với cái đuôi như quả chuối và thân hình giống như một bộ áo giáp. Một loài khủng long ăn cỏ rất to lớn, dùng cái đuôi của mình để quật nhẹ kẻ thù. Ồ, oh, còn anh bạn khủng long này là ai đây? Một anh bạn Spinosaurus các bạn. Khủng long ăn cá Spinosaurus với cái vây lưng rất là to. Một loài khủng long ăn cá có khả năng hạ gục bất cứ loài khủng long to lớn nào. Wow. Wow, như vậy là chuyến phiêu lưu của chúng ta đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye. Wow, rất nhiều chú khủng long được giải cứu các bạn ơi.